Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương dịch. Chương 12. Chuyện em ấy ám ở Delhi 2. Tại Ấn Độ cổ đại, chế độ giai cấp vô cùng nghiêm ngặt, giai cấp thượng lưu quý tộc Brahmin sống trong giàu sang danh giá, còn giai cấp hạ lưu Sura dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được số phận nghèo hèn. Thế nhưng trong giai cấp Brahman lại lưu truyền một bí mật đáng sợ, vào đêm trăng tròn, nếu một người thuộc tầng lớp hạ lưu dâng hiến một sinh mệnh thuộc tầng lớp Brahman, và khiến cho linh hồn Brahman ấy vĩnh viễn thờ phụng thần Shiva, thì người dâng hiến sẽ được thần Shiva phù hộ, trở thành người thuộc dòng Brahman cao quý. Do đó, không ít kẻ cùng đường liều mạng đã tàn hại người vô tội chỉ vì muốn đổi đời. 1. B. 40 năm trước, Kasi buồn bực trở về nhà. Anh không tài nào hiểu nổi là một sinh viên xuất sắc du học tại Đại học Oxford mà khi về nước lại không kiếm nổi việc làm ở đất nước Ấn Độ mới độc lập không lâu. Chẳng lẽ lại vì dòng họ của anh? Nghĩ đến ánh mắt xem thường đằng sau cặp kính dày cộp của trường ban tuyển dụng hôm nay, anh chỉ ước sao có thể nhảy vào bóp cổ ông ta. Nhưng chế độ giai cấp đã lưu truyền suốt mấy ngàn năm ở Ấn Độ khiến anh không thể không cúi đầu trước hiện thực. Những kẻ ăn mày thuộc dòng Brahman đều có thể hung hăng quát tháo những anh chàng áo quần bảnh bao chỉ vì họ vốn thuộc giai cấp Sara. Ngay từ khi sinh ra, số phận đã được an bài, dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào thay đổi. Anh tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng buồn, giận dữ xé tan bản hồ sơ xin việc. Người vợ cùng du học trở về vẫn ngủ say trong phòng. Đứa con gái vừa tròn hai tuổi bỗng bật khóc ré lên. Vợ anh tỉnh giấc, dỗ dành con gái. Cassie, nếu không tìm được việc, chúng ta trở lại anh đi." Phan Goni dỗ con ngủ rồi bước tới ngồi cạnh chồng, khẽ nắm lấy tay anh. "Anh vẫn muốn thử xem sao?" Casi ôm vai vợ, bờ vai gầy guộc của cô khiến anh cảm thấy hố thẹn. "Chúng ta không nên kết hôn mới phải." Casi bỗng cảm thấy bất lực, khoản tiền tiết kiệm đã sắp cạn rồi. Chỉ cần có anh bên em là đủ. Goni hôn lên khuôn mặt lởm chởm dâu ria của Cassie. Mai đi xin việc, anh nên cạo dâu đi, như vậy sẽ dễ gây ấn tượng hơn. Cassie không nói gì, lời an ủi của vợ không mang lại cho anh thêm chút hy vọng. Nếu anh thuộc dòng dõi Brahman, dù mặt mũi có đầy dâu ria cũng chẳng sao. Choang, choang, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng cổng chói tai. Cassie cảnh giác đứng dậy lắng nghe một lúc rồi chạy ra ngoài một đoàn người mình chân bôi đầy vôi trắng đang vừa đi vừa hò hét om som. Ông lão đi đầu gõ cái chiêng đồng hoen gì, lớn tiếng đọc đi đọc lại một câu nghe rất lạ lùng. Ta thuộc dòng Sarah, ta dâng hiến mồ hôi và máu, cơ thể tuy bẩn thỉu nhưng tâm hồn ta thánh thiện. Đoàn người xếp thành hàng dài, đi sau cùng là bốn người khiêng một giá gỗ, trên đó đặt thi hài lõa thể của một thanh niên trẻ tuổi. Cassie nhìn cây xác, thấy hai hốc mắt trũng sâu, khóe mắt có hai vệt máu đông đặc chảy vào tay, sắp nến trắng bịt kín mũi miệng, những đầu ngón tay bị khâu lại bằng chỉ, một sợi dây thép xuyên qua gót chân, cố định chắc chắn hai bàn chân. Tuy ta thuộc dòng Sara, nhưng tâm hồn ta thờ thần Shiva, kiếp này ta xuất thân hèn mọn, ta không nên lấy vợ cao quý. Ông lão vẫn vừa gõ chiêng vừa ngâm nga. Những người đứng xem nghe đến câu này ai nấy đều tỏ thái độ căm ghét, chiếu ánh mắt, khinh bỉ vào cây xác, rồi lập tức né tránh như tránh bệnh dịch. Đoàn người đi qua trước cửa nhà ca ông lão không biết vô tình hay cố ý lừa mắt nhìn anh một cái. Ca vội đóng sập cửa vào nhà, mồ hôi lạnh đã ướt sũng cả quần áo. Lại có một người bị bắt ư, Phan Goni sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi co rúm người trên ghế sofa. Tại sao anh lại mang dòng Sarah cơ chứ? Cassie quỳ sụp xuống đất, hét lên tuyệt vọng. Hai, Erác rùi bốc mùi hôi thối nồng nặc, thức ăn thiêu chảy nhảy nhụa xung quanh, rồi nhặng bay vù vù như chấu. Casey, nghe nói anh là thạc sĩ tốt nghiệp đại học Oxford tận bên anh phải không? Anh chàng đồng nghiệp Riu cười cười hỏi. Từ lâu Casey đã quen với những câu nói thẳng thừng thô lỗ của Riu nên chẳng thèm bận tâm. Anh chống sẻng, châm một điếu thuốc, hy vọng sẽ át được cái mùi rác tẩm lơm. Nghe nói vợ anh đẹp lắm, Riu tò mò ghé lại gần hỏi tiếp, con gái anh đẹp hơn hay vợ anh đẹp hơn? Cassie bực bội, Riu, sao ngày nào anh cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu này thế nhỉ? Anh không chán nhưng tôi thì chán đến tận cổ rồi. Ai bảo anh cứ giấu khư khư vợ ở nhà cơ, Riu cầm sẻng xúc giác hất lên xe. Hay mấy hôm nữa tới nhà tôi ăn cơm nhé, vợ tôi không đẹp nhưng nấu nướng tuyệt vời. Dạo này đang có dịch lao phổi, để vài hôm nữa đi cassi mím môi hùng hục xúc giác. tìm việc hơn nửa tháng trời cuối cùng cassi từ bỏ ý định tìm những công việc tương xứng với học vị để đến công ty môi trường dọn rác tuy bẩn thỉu mệt mỏi nhưng dù sao cũng kiếm đủ tiền để nuôi ba miệng ăn làm được hai tháng cassi cũng dần quen với cuộc sống này vứt bỏ cái mác sinh viên xuất sắc của đại học oxford học theo phong cách bỗ bã của Ryu, thi thoảng cùng anh ta ra quán uống vài chén rượu rồi mới về nhà Phan Guni hiểu nỗi vất vả của chồng, ngày nào cũng nấu nướng cẩn thận đợi anh về. Khuôn mặt gầy xanh của cô dần bầu bĩnh và tươi hồng trở lại, cô con gái Zia cũng bắt đầu chạy nhảy tung tăng cười nói suốt ngày. Phan Guni cảm thấy cuộc sống như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Cạch, mũi sẻng đâm phải cục gì vừa mềm vừa cứng, cắm chặt vào đó. Kasi dốc hết sức lực nhố ra, mất thăng bằng ngã nhào, rác rưởi rơi tung tuế khắp người có một cục gì đó rơi đúng vào lòng anh. Anh quơ tay cầm lên rồi rú lên vút vội, run rẩy lùi lại phía sau. Thứ anh vừa cầm lên là một bàn tay người bị sẻng xúc lia. Thấy Cassie bị ngã, Ryu liền vứt sẻng chạy tới, nhìn thấy một cái xác thối giữa lộ ra trong đống rác, cổ tay đã bị sắn đứt, dịch phân hủy xanh đen đang chảy ròng ròng. Ryu trao mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Cassie, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Kasi gật đầu, anh biết rằng ở Ấn Độ, hành vi thiếu tôn trọng xác chết là một tội lỗi rất lớn, nếu bị phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Liêu kéo Kasi đi lôi cây xác ra khỏi đống rác, người này mặc bộ trang phục lộng lẫy có theo biểu tượng của giai cấp Brahman. Vì mâu thuẫn giai cấp vô cùng căng thẳng nên chuyện người của giai cấp này sát hại người của giai cấp kia xảy ra khá thường xuyên, Kasi cũng từng nghe nói, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải nhìn quanh không có ai, Ryu thì thào, ca cứ vứt lên xe rác, đổ ra ngoài bãi hoang, chẳng ai biết đâu. Khiếp đảm và lo sợ, ca làm theo lời Ryu như một cái máy. Hai người hợp sức khiêng cây xác lên, thịt da thối giữa chày trượt, rơi rụng lả tả, dòi bọ lúc nhúc. Quẳng được cây xác lên xe, ca si thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Ca khi cơ chạm kiểm soát nhớ phải tỏ ra bình tĩnh đấy. Liu nhặt bàn tay lên, lấy mảnh rẻ rách quấn lại rồi cũng ném lên xe rác. Đất nước Ấn Độ mới độc lập thường xuyên xảy ra bạo loạn nên các chốt kiểm soát được đặt khắp các ngã đường ra vào thành phố, canh phòng rất nghiêm ngặt, phòng tránh những kẻ khủng bố mang súng ống gây bạo động. Liu lái xe, luôn miệng trấn an và động viên ca si. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Tôi khác anh, tôi không được học hành nên chỉ có thể làm những việc mặt hàng. Còn anh là thạc sĩ du học Anh Quốc, tôi tin rằng không bao lâu nữa, chế độ đẳng cấp sẽ được xóa bỏ, và anh sẽ có tương lai. Chiếc xe chạy tới gần trạm kiểm soát, Cassie đã nhìn thấy những khẩu súng tiểu liên sáng lóa trên tay binh lính. Cassie vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, hai tay ù đặc, cứ như không nghe thấy Viu nói gì. Vợ trước của tôi chết từ lâu rồi, cô ấy đi làm thuê cho một gia đình Brahman, rồi bị bị người ta cưỡng hiếp dã man, uất quá tự sát. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng lại bị cảnh sát đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. May mà tôi cao số nên không chết. Tôi quyết tâm báo thù cho vợ. Đêm hôm đó, tôi xách dao lèn vào nhà kia, định đâm chết cả nhà, thì nhìn thấy một đứa trẻ tầm 3 tuổi đang nằm ngủ trên giường. Chẳng hiểu tại sao, tôi không tài nào ra tay được. Bao nhiêu hận thù tan biến hết. Quay về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Con người ta sinh ra ai cũng lương thiện cả. Cội nguồn của tội ác chính là chế độ đẳng cấp. Nếu tôi giết người thuộc đẳng cấp Brahman, thì mâu thuẫn giai cấp sẽ càng thêm gay gắt. Với lại tôi cũng không có quyền tước đoạt sinh mệnh của người khác. Cho nên, tôi nhủ thầm, tôi phải sống để chờ đợi cái ngày chế độ đẳng cấp được xóa bở ở Ấn Độ. Liêu hút thuốc liên hồi, trong xe sặc mùi khói thuốc. Anh ta đấm cho Cassie một cái, này, Kasi, anh phải cố gắng để xóa bỏ chế độ đẳng cấp đấy nhé. Kasi định thần, khẽ vâng, một tiếng. Đến trước trạm kiểm soát, binh lính chặn xe, tra hỏi kỹ lưỡng, kiểm tra giấy tờ tùy thân. Rác rưởi trên xe bốc mùi khủng khiếp, gã lính bịt mũi rồi xua hai người đi cho mau. Liêu vui vẻ lên xe, Kasi theo sau, chân tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trượt chân mấy lần không trèo lên xe được. Phản ứng bất thường của anh khiến cho đám lính sinh nghi, lập tức dương súng, ra lệnh cho hai người đứng im rồi nhìn chằm chằm vào thùng xe chở rác. Mặt ca si tái xanh tái mét, chân tay run lên lấy bẩy, mặc kệ Ryu tìm mọi cách chân an. Đám lính trèo lên thùng xe, dùng nòng súng bới rác. Họ càng tiến lại gần chỗ dấu xác chết, ca si lại càng khiếp sợ, tim anh đập thùm thùm như sắp vỡ lồng ngực, cảm giác mình sắp chết đến nơi những nòng súng lăm lăm vẫn chĩa vào anh chỉ cần cái xác bị bới lên cuộc đời anh sẽ kết thúc mọi hy vọng của anh sẽ khép lại đột nhiên anh lao tới trước mặt tên sĩ quan chỉ vào rill hét toáng lên không liên quan tới tôi là anh ta anh ta đã giết một người brahman rồi giấu xác trong xe tôi không biết gì hết ca si sững sờ kinh ngạc rồi sau đó là phẫn uất anh ta xông lại phía ca bỗng nghe thấy một tiếng nổ chói tai. Máu, máu ứa ra dòng dòng từ hai lỗ đạn trước và sau hộp sò. Liêu ngã bật ngửa, hai mắt trợn trùng, cơ thể dãy mấy cái rồi bất đồng. Ca đứng từ xa chứng kiến tất cả, anh ôm đầu rú lên, sĩ quan cầm súng lục ấn vào chán anh. 4. Ebony vừa nấu cơm xong thì Ca lao thẳng vào nhà, tóc tai bù xù, người ngậm nhem nhuốc loang lổ những máu khiến cô sợ hãi hết toáng lên. Đang định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Cassie đã gạt cô ra, chạy thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa rất lâu, Cassie mới trở ra, dầu dĩ nói với Goni anh đã thôi việc, định ở nhà nghỉ một thời gian. Goni vô cùng thương xót, cô biết anh là một nhân tài, chính vì thế nên cô đã bất chấp tất cả để yêu anh, lấy anh nhưng hiện thực quá vũ phàng, chế độ phân biệt giai cấp đã đẩy đọa anh và cả cô. Nếu thần Siva có linh thiêng, cô tình nguyện hy sinh tính mạng của mình để giúp anh thay đổi vận mệnh. Hơn nửa tháng trôi qua, tiền nong sắp cạn, nhưng Kasi ngày nào cũng chỉ ra mình trong phòng. Thấy chồng hai mắt vằn vện tia máu, mặt mũi hốc hác, tóc tai dài cực, Phanuni đau xót bật khóc, "Chúng ta sang anh đi, ở đó không có chế độ đẳng cấp." chắc chắn anh sẽ tìm được một công việc tốt. Casey nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc. Một đêm nọ, từ trong phòng anh bỗng vọng ra tiếng gào thét phấn khích. Bé Zia khóc toáng lên, Fanuni đang dỗ dành con gái thì nhìn thấy Casey xông vào phòng ngủ, anh tìm thấy rồi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy rồi. Anh tìm thấy cái gì? Fanuni khẽ hỏi. Thình lình, Casey chụp lấy cổ áo Fanuni, tại sao em không nói với anh? Anh đang nói gì vậy? Con đang sợ đấy. Hành động bất thường của chồng khiến Phan Guni sợ hãi. Cách thay đổi đẳng cấp. Cassie giận dữ. Vậy mà em không nói với anh. Thế mà em bảo là yêu anh. Em không nói với anh là vì em cũng chỉ nghe nói thôi. Phan Guni cố nắm lấy cánh tay của chồng. Anh hãy tin em. Anh không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Cassie đấy Phan Guni ra. Lẽ nào em muốn nhìn anh làm công nhân xúc giác cả đời? lẽ nào em muốn chúng ta sống trong khu ổ chuột cả đời lẽ nào em muốn để Zia phải nhục nhã vì đẳng cấp hạn lưu sau này sống cuộc đời mặt hạng tất nhiên là em không muốn vậy nhưng em tin chế độ đẳng cấp sẽ bị xóa bỏ chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi phan goni cố gắng giải thích nhưng anh không đợi được nữa rồi Kasi đạp cửa bước ra em quyết định đi năm b an đêm trường đại học delhi trước một khu nhà cũ nát trong bóng tối, thấp thoáng nhìn thấy những bóng người lầm lũi đi vào. Chốc sau, trong nhà đèn thắp sáng trưng, Cassie vô cùng kích động, miệng anh khô khốc. Sau khi biết được rằng có một cách bí mật để thay đổi dòng dõi từ trong một cuốn sách cổ, anh ngày đêm thúc ép Fanguni. Cuối cùng, cô buộc phải nói cho anh biết, đến nơi này sẽ biết được bí quyết. Còn bí quyết cụ thể là gì Fanguni cũng không biết. Lúc này, trong căn nhà toàn những người thuộc tầng lớp hạ lưu cùng đinh áo quần rách dưới mặt mũi hốc hác xem ra không chỉ một mình anh biết được bí mật này các người tới đây vì dòng giống và cũng sẽ ra đi vì dòng giống những ai muốn thay đổi dòng giống đều phải thờ phụng thần Siva trên bục đối diện với đám đông thắp một dãy nến một ông lão ăn mặc sang trọng từ sau tấm màn bước ra các người phải chịu nỗi nhục nhã của thế gian các người có tài năng các người cũng là con dân được thần shiva che chở các người có sẵn lòng hy sinh vì dòng giống không ông ta cất giọng trầm trầm đầy mê hoặc chúng tôi sẵn lòng tất cả mọi người có mặt giống như bị thôi miên cơ thể đung đưa qua lại theo một nhịp tạo thành một làn sóng người nhấp nhô ca -si cũng lớn tiếng đáp theo trước mắt hiện ra viễn cảnh tươi sáng khi được hòa mình vào giới thượng lưu thế thì ông già cố tình dừng lại một lát toàn bộ đám đông lập tức im lìm. Các người cần phải dâng hiến một vật cúng dường để thể hiện thành tâm và quyết tâm. Hãy dâng hiến người dòng dõi Brahman đã nói cho các người biết bí mật này. Đêm mai, vào lúc trăng tròn, hãy đưa họ tới, các người có thể thay thế họ, trở thành dòng Brahman thực thụ. Ông già dơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời. Hãy để họ trả giá vì đã tiết lộ bí mật này. Chỉ có như vậy mới có thể làm trong sạch dòng dõi Brahman. Cái gì? Ca si bàng hoàng, giờ anh mới bừng hiểu ý nghĩa thực sự của việc thay đổi giai cấp. Ông lão mỉm cười, quyền lựa chọn ở trong tay các người. Là dân cùng đinh đời đời kiếp kiếp hay là trở thành giai cấp Brahman danh giá, điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của các người. Tất cả đám dân đen hoang mang nhìn ông lão, không ai lên tiếng, cũng không ai bỏ đi, tất cả đều đang rằng co mâu thuẫn trước lựa chọn khó khăn này. Trong bầu không khí, mùi mồ hôi tiếng thổ mùi tham vọng nồng nặc quyện lẫn vào nhau ngột ngạt như sắp sửa bùng nổ đến nơi đến khi ông già lặng lẽ lui vào hậu trường đám đông vẫn đứng im không biết bao lâu sau bỗng nhiên có người bật khóc chẳng mấy chốc tiếng khóc đã lan khắp đám đông mọi người đều khóc thảm thiết không biết là khóc cho thân thế bất hạnh của mình hay là khóc vì cái giá phải trả quá ư khủng khiếp phải làm sao đây Kasi đứng trong đám đông, hoang mang cô độc. 6. Ép Agony để túi đồ xuống dưới chân, bế con gái Zia lên, còn casi bận rộn thu dọn đồ đạc trong nhà. Từ khi casi tham dự nghi lễ trở về, Fanguni thấy chồng tính tình thay đổi hẳn, hết lòng thương yêu hai mẹ con. Đã vài lần Fanguni hỏi chồng bí quyết thay đổi dòng giống là gì, nhưng anh chỉ cười mà không đáp lại, rồi tranh vào bếp làm cơm dường như họ đã quay trở về với thời gian mới yêu hồi ở bên anh. Niềm hạnh phúc khiến Phan Boni yên tâm, cô là người thuộc tầng lớp Brahman, tuy mồ côi nhưng từ nhỏ đã được các vị thầy tu trong đền trợ giúp nên không phải lo chuyện ăn mặc. Đến năm 18 tuổi, nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô đã nhận được học bổng của Đại học Oxford. Và chính ở đó, cô đã quen Cassie, một sinh viên giàu ý chí, sôi nổi, tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết anh đã gắng gờ gấp bội người bình thường vì muốn dựa vào tài năng và học lực để thay đổi số phận, hãnh diện trở về Ấn Độ, dùng tri thức để thay đổi sự trì trệ lạc hậu của đất nước mình, giúp cho nhiều người hơn nữa thoát khỏi sự trói buộc của giai cấp. Chính tính cách và nhiệt huyết đó đã lôi cuốn cô, hai người lập tức chìm đắm trong tình yêu mọt ngào, rồi kết hôn, sinh con. Cô không bao giờ quên được nỗi xúc động khi con gái chào đời, chồng cô thấp thỏm chờ đợi bên ngoài liên tục hỏi han về cô. Và khi anh nắm tay cô, giọng nói tràn đầy yêu thương, Phan Guni, con gái chính là thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Khoảnh khắc đó khiến cô sẵn lòng hy sinh tất cả vì anh. Cho đến một ngày, Kasi cầm tờ báo, hồ hởi nói với cô, Ấn Độ đã độc lập, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Họ nên về nước để gây dựng sự nghiệp. Cô phân vân khi nghĩ đến chế độ đẳng cấp đã tồn tại nhiều đời. Người thuộc đẳng cấp Brahman cao quý mà kết hôn với người thuộc đẳng cấp Sara là phạm phải tội lỗi khủng khiếp. Nếu như bị phát hiện, người dòng Sara sẽ phải chịu hình phạt phong ấn linh hồn, còn người mang dòng Brahman sẽ bị đầy làm nô lệ, kỹ nữ. Nhưng người chồng đầy nhiệt huyết lại tin rằng, chính sách của Ấn Độ mới nhất định sẽ thay đổi chế độ đẳng cấp, để tất cả mọi người được sống bình đẳng. Nhưng hiện thực lại không như lý tưởng, vừa trở về Ấn Độ, bao nhiêu hăng hái và nhiệt huyết đã bị đập tan bởi chế độ đẳng cấp đã ăn sâu bén rễ suốt mấy ngàn năm. Cô buộc phải che giấu thân phận dòng Brahman, tự nhận là người dòng Sara, cho dù trong nhà hết sạch đồ ăn, cô cũng không dám tới đền lấy đồ cúng giường của người Brahman. Cô gần như không dám bước chân ra ngoài, bên ngoài hơi chút động tĩnh là cô lại thấp thỏm sợ hãi. Nỗi lo sợ triền miên dàn vặt tinh thần cô, cho nên khi chồng hỏi cô về cách thay đổi dòng giống, tuy cô hơi lo lắng, nhưng vẫn tiết lộ cho chồng biết cái bí mật ngặt nghèo vốn chỉ được phép lưu truyền trong nội bộ dòng dõi Brahman. Mặc dù cô không biết làm thế nào mới thay đổi được dòng giống, nhưng tâm trạng của chồng trong những ngày qua khiến cô thấy an tâm. Kasi tràn đầy nhiệt huyết thuở nào đã trở lại, khi chồng nói cả nhà sẽ tới khu nhà này sống vài ngày, cùng nhau vượt qua thử thách mới có thể thay đổi dòng giống, cô đồng ý ngay không một chút chần chừ trong hành lang phụ nữ đứng đông nghịt nước da nâu đồng mang đặc trưng huyết thống của dòng dõi brahman họ gật đầu mỉm cười với nhau hạnh phúc chờ đợi các ông chồng người sarah sắp xếp phòng ở thì ra không chỉ có một mình mẹ yêu người sarah siêng năng tài giỏi đâu phan goni dỗ dành cô con gái Zia đang ngủ say hôn nhẹ lên trán cô bé trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc cô không còn cảm thấy cô đơn căn phòng chật hẹp sơ sài nhưng fanconi ngủ rất say thậm chí đến cả làn gió đêm ẩm ướt hay lũ ruồi mũi đáng ghét cũng trở nên đáng yêu từ sau khi quay về ấn độ cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy trong mơ cô thấy mình đang cùng chồng vui đùa thỏa thích trên bãi biển duy ma không còn phải lo lắng sợ hãi ánh mắt của người đời si hái một đóa hoa giải, nâng niu cài lên mái tóc đen nhánh của cô chính vì có em nên cuộc đời anh mới trọn vẹn ánh mắt ca si sáng lấp lánh cả đời này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đến kiếp sau em cũng không được rời xa anh em hãy đứng ở đây đứng nguyên đây đợi anh nhé cô gật đầu đôi mắt ướt đẫm vì hạnh phúc sóng biển xô vào bờ đá bọt nước trắng xóa như những bông tuyết bên Anh Quốc như chúc mừng tình yêu bất chấp rào cản dòng tộc của hai người những cơn sóng biển xóa tan bốn hàng dấu chân kéo dài trên bãi cát cuốn lời hứa xuống sâu dưới lòng ấn độ dương vĩnh hằng bất thình lình khuôn mặt ca méo sạch hai mắt tôi to như quả bóng rồi bụp một tiếng vỡ tan dòng chất lỏng đen đặc bắn vào mặt cô bỏng rát á à, phan goni hét lên choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng thấy chồng không nằm ở bên mình cô ôm ngực thở hồn hền khẽ gọi tên chồng kesi Cánh cửa mở ra, Kasi chắp tay sau lưng lặng lẽ đi tới trước giường, ánh mắt lạnh băng khiến Phan Guni thấy sợ. Kasi, anh đi đâu thế? Phan Guni níu tay chồng hỏi. Kasi không nói không rằng, hất tay cô ra rồi tình lình bóp chặt lấy cổ cô. Phan Guni vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng nhìn chồng, vùng vẫy tuyệt vọng. Cô không kêu được tiếng nào, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Kasi đỏ vằn hung hãn như thú dữ khuôn mặt hung tợn đến biến dạng. Đầu óc xây sầm, trước mắt mờ mịt, hai tay ù đặc, Phan đã gần như mê man. Kasi buông tay, cô rũ rượi ngã vật xuống đất. Trước khi bất tỉnh, cô đã nghe thấy lời nói của chồng mình, muốn thay đổi dòng giống, cần phải hủy hoại ngũ quan của người phản bội dòng giống rồi phong ấn ở đây. Phan nhắm mắt, mỉm một nụ cười chua chát, cố gắng gượng mở miệng, thiểu thào không thành tiếng, Kasi hãy chăm sóc con của chúng ta. Cả khu nhà tựa như 18 tầng địa ngục, tiếng gào thét thê thảm của những người vợ dòng dõi Brahman liên tục vang lên hết chỗ này đến chỗ khác trong tiếng gầm mãnh thú của những người đàn ông, tiếng khóc thét của những đứa trẻ, tiếng gì dầm như thôi miên của một ông già. Trời tờ mờ sáng, những gã đàn ông người Sarah lem luốc bụi bẩm, loang lổ máu me lại đứng xếp hàng trong đại xanh. Ha ha ha, tôi là người Brahman, tôi đã giết vợ và cả con trai nữa. Một người đàn ông bất chợt giơ hai cánh tay dính đầy máu lên hô lớn. Hai người, ba người, bốn người, đám đàn ông theo nhau gào thét như phát điên. Một đám còn lại câm lặng đứng nhìn, ánh mắt trống rỗng không một chút cảm xúc. Tám, xê ảnh sát ba Vin thu súng lại, lạnh lùng nhìn ông hiệu trưởng đang ngồi rũ rượi dưới đất. Kể xong câu chuyện đẫm máu và rùng rợn, ca si không kiềm chế được nữa, xông tới ôm ghì lấy những xương cốt vụn vỡ của vợ và con gái vào lòng, bật khóc thảm thiết. Ông chọn cách làm hiệu trường trường này là để che giấu tội ác, hay là để sám hối với vợ con, hay là để giữ cho bí mật này không bị phát hiện. Bà Vin lắc đầu khinh bỉ, thì ra nơi này lại chứa đựng nhiều tội ác đến vậy. Để thay đổi dòng giống, biết bao người vợ hiền lành và con thơ vô tội đã bị sát hại dã man, còn bị xây kín vào trong tường để phong ấn. Ông giận dữ đạp ca một nhát, đồ cặn bã, lựa chọn đã khiến ông sống trên đời này bao nhiêu năm qua nhưng chẳng khác gì một người đã chết. Ca ôm chặt bộ hài cốt vào lòng, gào khóc điên dài. Thế giới của ông ta chỉ còn lại có thế. Tôi vẫn chưa kịp nói với ông là tôi thuộc đẳng cấp Chandala, dòng dõi hạ đẳng nhất do đàn ông dòng Sarah lấy vợ dòng Brahman sinh ra. Bavin vỗ mạnh mái tóc, Cha tôi đã sống trong trại tâm thần suốt mươi mấy năm qua. Có lẽ tôi là đứa trẻ duy nhất sống sót sau đại nạn năm đó. Còn mẹ tôi, có lẽ cũng đang ở đâu đó trong những bức tường quanh đây. Hai hôm sau, chuyện ông hiệu trưởng Cassie vào trại tâm thần xôn xao khắp trong ngoài trường. Sau khi nộp báo cáo về vụ án, Ba Vin liền tắt điện thoại. Suốt hơn nửa tháng trời, không ai liên lạc được với ông. Bởi vì ông thực sự đã quá mệt mỏi ám ảnh quá khứ tàn phá tinh thần ông. Đến khi mở điện thoại, trông lập tức gieo vang. Cảnh sát Ba Vin đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, Zia à, là đàn ông. 9. Em mở u xong vé nằm, Nguyệt Bính lại trở lên tàu. Viên cảnh sát ở giường đối diện sắc mặt trầm nặng, trông đầy tâm sự, chốc chốc lại lắc đầu lầm bầm. Nguyệt Bính nổi tính tò mò, làm quen bắt chuyện rồi hỏi dò vài câu. Và suốt hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, ông cảnh sát đã kể cho nó nghe câu chuyện bi thảm trong trường đại học Delhi. Kết thúc câu chuyện, trong lúc Nguyệt Bính trầm ngâm thương cảm, ông cảnh sát lại lầm bẩm: sao Zia lại là đàn ông được nhỉ? Cũng không khó giải thích, cậu sinh viên phát bệnh tim chết trong lớp học sau đó có phải là không tìm thấy xác không? Nguyệt Bính hỏi, sao anh biết, cảnh sát Ba Vin ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát rồi đáp tôi suy đoán thôi có một hiện tượng kỳ dị được gọi là mượn xác hoàn hồn hoàn hồn do oán khí không tiêu tán nên cứ quanh quẩn ở nơi bị sát hại nếu phạm phải điều cấm kỵ hoàn hồn sẽ bị đánh thức nó sẽ tìm một cái xác vừa chết trong vòng một tháng để nhập vào thật không ba vin bán tín bán nghi phan goni là âm khí nên sẽ tiêu tan đó chính là nguyên nhân cô ta mất tích Zia thì mượn xác hoàn hồn Quán khí của họ ám vào người cơ mau, vì cơ mau thuộc đẳng cấp Brahman, nên trở thành người chết thảm. Nguyệt Bính thở dài, chế độ đẳng cấp cần phải xóa bỏ càng nhanh càng tốt. Ba Vin gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khu rừng nhiệt đói kéo thành một vệt dài xanh ngắt, tựa như thời gian chảy. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là đã phạm phải điều cấm kỵ gì, khiến cho oan hồn bị đánh thức. Ông có giải thích được không? Tôi không biết, bà Vin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ giật giật. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.